Rồi, xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre. Dạ, hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép bên vườn của chị Hà cô chú anh chị ha. Thì hôm nay vườn của chị Hà lên cho cô chú anh chị mình một số cây giống như là cúc hoàng hậu nè, cúc phượng thanh trân nè, cúc thọ hương nè cô chú anh chị ha. Mức giá cũng khá là mềm luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Hôm nay có một số cây có mặt hoa trên cây luôn cô chú anh chị ha. Em quay cô chú anh chị mình tham khảo để cô chú anh chị mình biết được cái mặt hoa của một cái giống đó luôn nha. Rồi, không làm mất thời gian nữa, em mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Dạ, em vô mã đầu tiên thì mã số 1A ha. Là một cái cúc hoàng hậu. Ồ, cái bông to nè cô chú anh chị. Cái bông này trưa hơi, em quay hơi trưa nha cô chú anh chị. Em đây nó quay 10 11 giờ rồi. Cái bông nó hơi không được còn tươi lắm ha, nhưng mà cũng rất là đẹp ha, rất là to nha cô chú anh chị. Hoàng hậu nha cô chú anh chị. Quá xa bự, quá xa đẹp. Cây thì cái nút nụ còn rất là nhiều nha cô chú anh chị, hàng bao nụ Tết luôn á nè. Siêu nhiều nụ luôn nha. Này nó mới chỉ mới đi một hai bông gió thôi. Một hai bông gió mà bông gió bự quá trời bự. Rồi cây này là hoành được 11 nha. Rồi, 1 nha, hoành 11. Rồi chiều cao của cây là được 79 nha. Rồi. Ngang của cây là được 67. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 550 nha. 550. Bao rồi, phí 550 bao phí ship ha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 2A. Mã số 2A là một cây cúc phượng thanh trân ha. Ôi, cây này cũng có đâu mặt hoa trên cây luôn ha. Nụ thì còn bao la bên thiên luôn, bao nụ nha. Nó này có vài cái nụ thôi mà mình thấy vàng cây luôn cô chú anh chị ha. Nè, nụ thì còn binh thiên bao la cho cô chú anh chị luôn nha. Nè, quay qua em cho cô chú anh chị mình tham khảo mặt hoa ha. Đó. Cúc phượng thanh trân nha. Cái này nó già mùa thêm tí xíu nữa ha, bắt đầu nó lên chuỗi nha cô chú anh chị, nó bắn chuỗi nha. Đoạn này thì nó còn hơi non mùa một tí nên là nó chưa có lên chuỗi nhiều ha. Cây này có đế, tàn đều, quá đẹp. Rồi cây này hoành được 15. Rồi. Cao của cây là 1,5 m. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 96 ha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 700 ha. Rồi 700 mình bao phí ha. Rồi 700 bao phí. Đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 3A. Mã số 3A. 3A cũng là một cái cúc hoàng hậu luôn ha. Rồi cúc hoàng hậu ha. Cây đầu clip thì có quay mặt hoa luôn cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số cây 3A luôn. Rồi. Rồi cây này là hoành được 14. Rồi. Rồi chiều cao là được 80 ha. Ngang là được 72. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu 500 ha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 4A. Mã số 4A, cây này hai giống ha. Rồi. Ở trên là thọ hương, ở dưới là cúc VIP ha. Rồi. Cúc VIP thì em cũng có quay mặt hoa em review trên kênh em rồi cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị mình thắc mắc gì mặt hoa thì mình cứ vào mình xem ha. Phần video ngắn á cô chú anh chị ha. Rồi thọ hương cũng có nụ ha. Rồi, thông số. Rồi cây này hoành được 12 nha. Rồi. Rồi chiều cao là được 91 ha. Ngang là được 73. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 600 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số. Mã số 5A ha. Rồi. 5A là cây này là hai giống luôn nha. Rồi. Một là thanh mai còn hai là cúc ha. Rồi. Rồi cái trên đọt này là cúc nè. Rồi. Có nhầm bò một bò cúc hả cô chú anh chị bò ha. Bò cúc tại vì nó rớt á rồi cái ghép thêm vô bò. Còn thanh mai nè cô chú anh chị nụ nè. Quá trời luôn ha. Rồi, thông số nha bà chủ. Rồi. Rồi có củ nở luôn ha. Rồi cây này là hoành 14 nha. Rồi. Rồi chiều cao là 92 ha. Ngang là được 67. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 500 ha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 6A. Rồi. 6A là một cái cúc hoàng hậu luôn nha. Ồ, cái bông này của chính chị ha. Quá trời luôn. Bông to dung dung lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Có mặt hoa trên cây ha. Cô chú anh chị mình khỏi sợ là lộn giống cô chú anh chị ha. Nụ cực kỳ nhiều nha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Nè, nụ là chuẩn Tết nha. Rồi, cây này là hoành được 10 gần 14. Hoành gần 14 rồi, ha. Cao là 1 mét nha. Rồi. Rồi, ngang là được 87. Rồi. Rồi, cây này thì em giao lưu 600 nha. Rồi 600 ngàn mình bao phí rồi, ha. Rồi 600 ngàn bao phí. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 7A ha. Rồi.
7A cũng là một cái khúc hoàn hảo luôn nha. Rồi, tàn khá luôn ha. Rồi, cây thì có nút nụ nha cô chú anh chị. Hiện có nụ để chơi tết nha. Hoàn hảo, rồi thông số. Rồi, bông dưới nè. Rồi, cây này là hoành được gần 13. Rồi, bông này khá tươi, khá đẹp ha. Rồi, chiều cao là được 79 nha. Rồi. Ngang là được 77. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu cũng 500 luôn nha. Rồi, mà đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 7A. Rồi. 7A là một cây cúc thọ hương ha. Rồi, tàn khá luôn ha. Nụ có luôn cô chú anh chị nha. Nụ khá luôn á. Rồi, thông số như vậy chỗ. Rồi. Rồi, cây này hoành được 11. Rồi. Rồi, cao là được 92 ha. Ngang là được 75. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu 400 ha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 8A ha. 8A rồi. Là một cây cúc vít nha. Cây này tàn cũng khá luôn ha. Nụ thì em thấy cũng khá là nhiều nè cô chú anh chị. Cúc vít hay còn gọi cúc tri kỷ á cô chú anh chị ha. Nè, nụ nè. Quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị, nụ to to không nha. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Cây này mua về lấy bo quá ok luôn á. Và hoành được gần 12 nha. Rồi. Rồi, cao là được 84 ha. Rồi. Ngang là được 88. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu cũng 500 luôn nha. Rồi, mình đã cây ha. Rồi. À, mã số 9A. Rồi. Rồi, 9A là một cây cúc thọ hương ha. Cái này tàn cũng khá luôn ha. Cái này ghép được 2 bo cô chú anh chị. Nụ có nha, hàng chơi tết được ha. Rồi, thông số luôn rồi chú ơi. Rồi, cây này là hoành được 10 nha. Rồi. Cao là được 70 ha. Ngang là được 74. Rồi, cây này thì em giao lưu 400 ha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 10A. Mã số 10A là một cây cúc hoàn hảo, cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi. Cây này tàn khá ok luôn cô chú anh chị ha. Nụ cũng khá là nhiều á. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Rồi, cây này là hoành được 15 nha. Rồi. Bộ đế đẹp á. Rồi, chiều cao của cây là 1m13. Ngang của cây là được 88 nha. Rồi. Rồi, cây này thì em giao lưu 800 nha. Rồi, cây này cuối clip luôn. Rồi, cây này là cây cuối clip thì cuối clip em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha. Rồi. Đó cũng là số Zalo em luôn ha. Rồi. Thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa thương tình sẽ ủng hộ cây giùm em nha. Dạ, em cũng xin kính chào ạ. Rồi, em thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà nha clip tiếp theo nha.